SNM bị tẩy chay vì đăng bản đồ công nhận đường lưỡi bò là của Trung Quốc. Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc vừa phát hiện website của thương hiệu thời trang SNM, sm.com, đăng tải bản đồ nước này nhưng không có đường lưỡi bò. Ngay lập tức, từ khóa liên quan đến vấn đề này lập tức nhảy lên hạng 2 trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Weibo. Ngay lập tức, Văn phòng Thông tin Internet thành phố và Cục Quy hoạch và Tự nhiên thành phố Thượng Hải đã thông báo cho phía đại diện của SNM và muốn họ sửa lại bản đồ. Ít giờ sau, phía SNM đã cho biết họ đã chấp nhận đề nghị của cơ quan quản lý và đồng ý đăng tải lại bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò. Hành động này của SNM đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ. Nhiều người cho rằng bản đồ Trung Quốc chứa đường lưỡi bò là loại bản đồ không hợp pháp, chưa được thế giới công nhận. Việc SNM đăng tải đường lưỡi bò chính là một trong những hành vi phi lý, không trung lập. Làn sóng tẩy chay SNM nhanh chóng lan tỏa rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội Việt Nam. Hiện, phía SNM vẫn chưa có phản hồi thêm. Đường lưỡi bò, chữ U hay đứt đoạn đều là cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích của Biển Đông, được vẽ sát vào bờ biển của các quốc gia Biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines. Đường yêu sách này ban đầu có 11 đoạn do chính quyền Trung Quốc, Quốc Dân Đảng vẽ ra vào năm 1947 và sau đó được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục sử dụng nhưng có sửa đổi, bỏ bớt 2 đoạn trong Vịnh Bắc Bộ nên chỉ còn lại 9 đoạn. Đường lưỡi bò này đã bị tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS, bác bỏ trong phán quyết năm 2016. Báo Tuổi Trẻ từng dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác định phù hợp với quy định Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Theo đó, Việt Nam không công nhận bất kỳ yêu sách biển nào của Trung Quốc dựa trên cái gọi là đường chính đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông. Trước đó vào tháng 3 năm ngoái, SNM cũng từng bị tẩy chay trên diện rộng tại Trung Quốc. Sự việc này xảy ra sau khi năm ngoái, SNM đăng tuyên bố trên mạng web chính thức của công ty nói rằng sẽ ngừng tìm kiếm cung ứng các sản phẩm từ Tân Cương, với lý do lo ngại về vấn nạn bóc lột lao động ở khu vực sản xuất bông. 8 tháng sau tuyên bố, SNM phải đối mặt trước phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng Trung Quốc. Theo ghi nhận của người dùng ở Bắc Kinh, bất kỳ tìm kiếm nào về SNM ở cả bản đồ Apple trên iPhone hay ứng dụng bản đồ trên Baidu đều không cho ra bất kỳ kết quả nào. Trong khi đó, khi tìm kiếm cửa hàng của những đối thủ cạnh tranh với SM như Uniqlo, các kết quả hiện lên bình thường. Đặc biệt, khi tìm kiếm ở Google Maps, khoảng 12 địa điểm cửa hàng SM ở Bắc Kinh và các vùng lân cận đều hiện lên. Dĩ nhiên, việc này được truy cập thông qua sử dụng lưới mạng riêng bởi các sản phẩm của Alphabet hiện đều bị cấm tại Trung Quốc.